Thực hiện nghị quyết số 05 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thời gian qua thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng nhiều công nghệ hướng đến thay đổi phương thức quản lý nhà nước, quản lý xã hội và sản xuất kinh doanh, kết hợp với ứng dụng công nghệ số để tạo ra các dịch vụ mới, mang lại giá trị mới. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đang từng bước xây dựng mô hình chính quyền số, công dân số với 100% hồ sơ thực hiện trực tuyến. Các công nghệ QR code, trí tuệ nhân tạo, nền tảng công dân số và mới đây là thí điểm công nghệ định vị chính xác địa chỉ 3 từ trên nền tảng hành trình số. Được tích hợp đồng bộ vào Trung tâm Giám sát Điều hành Thông minh Đà Nẵng và qua app Đà Nẵng Smart City. Những giải pháp này đã giúp kết nối hiệu quả giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân, góp phần tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ mô hình chính quyền đô thị. Các cái ứng dụng nó ngày càng nó phải phong phú hơn và nó đáp ứng rằng là trong các cái ứng dụng về thông minh để rằng là người dân rằng là thông qua các cái ứng dụng thông minh này để rằng là cảm thấy là cái đối tượng được phục vụ trong cái quá trình để rằng là chuyển đổi số. Thời gian qua, công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đã diễn ra đồng bộ, mạnh mẽ, nhận được sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Đến nay, với những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, thành phố xác định chuyển đổi số là động lực quan trọng để giải quyết các điểm nghẽn, tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng hoàn thành xây dựng đô thị thông minh, kết nối đồng bộ với các mạng lưới đô thị trong nước và khu vực ASEAN. Triển khai chuyển đổi số tại Đà Nẵng không chỉ góp phần cho chuyển đổi số của quốc gia, mà còn là những giải pháp mang tính cơ bản, quan trọng để xây dựng phát triển thành phố theo nghị quyết 43 của Bộ Chính trị và nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố. Với truyền thống năng động, sáng tạo, tiên phong và có nhiều cách làm mới của Đảng bộ chính quyền thành phố, với sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp trong quá trình triển khai, sẽ là những nền tảng thuận lợi để giải quyết những thách thức lớn trong việc chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Chuyển đổi số là hành trình liên tục, lâu dài, trải qua nhiều giai đoạn hình thành và phát triển. Để chuyển đổi số thành công, yêu cầu tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, làm đến đâu chắc đến đó, làm việc nào dứt điểm việc đó, có trọng tâm, trọng điểm và quan trọng nhất là cần có sự tham gia, đồng hành, ủng hộ không chỉ từ hệ thống chính quyền thành phố mà còn từ cộng đồng doanh nghiệp, xã hội và người dân.